và các em cùng đón xem và cổ vũ cho chương trình. Ai nâng cánh ước mơ cho em là thầy cô không quản ngày đêm. Ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy cô em ghi nhớ suốt đời. Hân hoan chào đón toàn thể quý vị và các em đang có mặt tại sân khấu Cầu Vồng và quý khán giả đang theo dõi phát sóng trực tiếp chương trình biểu diễn nghệ thuật ngoài trời biết ơn thầy cô tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Kính thưa thầy cô và các bạn, tác phẩm Biết ơn thầy cô sáng tác nhạc sĩ Hà Giang
với phần biểu diễn của các bạn đội viên lớp thanh nhạc của Bích Thủy đã mở đầu cho chương trình nghệ thuật ngày hôm nay. Chương trình nghệ thuật đặc biệt này là lời tri ân từ Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố gửi tới các thế hệ giáo viên Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Kính thưa quý vị, chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên trang Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố Hải Phòng. Quý vị hãy cùng đón xem và chia sẻ những thông điệp yêu thương để gửi tới các thầy cô giáo. Tới dự chương trình ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu và vui mừng chào đón sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, khách quý. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Thế Hưng, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Cháu xin trân trọng giới thiệu bác Nguyễn Hữu Toàn, thầy giáo, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố, Phó Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Cháu xin trân trọng giới thiệu bác Phạm Xuân Hải, thầy giáo, Phó Giám đốc Thường trực Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Vui mừng chào đón sự có mặt của các cô bác lãnh đạo, các khoa, phòng chuyên môn, Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, các bậc cha mẹ và đặc biệt là sự có mặt của tất cả các thầy cô giáo đang có mặt trong chương trình. Kính thưa quý vị, Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh thời đã từng viết: nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong tất cả các nghề cao quý, là nghề sáng tạo nhất trong tất cả các nghề sáng tạo. Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố xin bày tỏ lòng biết ơn đến với các thầy cô đã hết lòng cho sự nghiệp chồng người. Những câu lao, đóng góp to lớn của các thầy cô khó có thể diễn tả hết bằng lời. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin gửi tặng những bông hoa tươi thắm tới các thầy cô đã và đang công tác tại Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Và sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các thầy cô lên trên sân khấu để nhận hoa của ban tổ chức. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô Lưu Thị Thanh Hương, trưởng khoa hoạt động phương pháp Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, phụ trách câu lạc bộ tiếng Nhật. Trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Như Anh, phó trưởng khoa hoạt động phương pháp, giáo viên bộ môn dẫn chương trình thiếu nhi. Trân trọng giới thiệu cô Yoka Matsuba, tình nguyện viên Nhật Bản, giảng dạy văn hóa và ngôn ngữ Nhật. Trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Đức Cảnh, phó trưởng khoa đào tạo, thầy giáo mỹ thuật Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Trân trọng giới thiệu cô giáo Phạm Thị Thu Thủy, giảng dạy bộ môn mỹ thuật. Cô giáo Hoàng Thị Huệ, giảng dạy bộ môn piano. Thầy Phạm Văn Tuân, giảng dạy bộ môn bóng đá. Cô Nguyễn Thị Nhung, giảng dạy bộ môn piano và organ. Thầy Đỗ Thái Sơn, giảng dạy bộ môn bóng rổ và bơi lội. Cô Nguyễn Thị Huyền, giảng dạy bộ môn mỹ thuật. Thầy Nguyễn Xuân Trí, giảng dạy bộ môn thanh nhạc. Thầy Nguyễn Thanh Hiếu, giảng dạy bộ môn bơi. Thầy Nguyễn Sơn Hà, phụ trách câu lạc bộ nghi thức. Cô Đặng Ngọc Châu, giảng dạy bộ môn aerobic. Cô Nguyễn Phương Thanh, giảng dạy bộ môn aerobic. Cô Nguyễn Thị Thúy Hà, giảng dạy bộ môn bóng bàn. Thầy Bùi Nguyên Thắng, giảng dạy bộ môn bóng bàn. Thầy Trần Đức Thăng, giảng dạy bộ môn taekwondo. Cô Phạm Bích Thủy, giảng dạy bộ môn hát nhạc. Cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, giảng dạy bộ môn hát nhạc. Cô Đinh Thúy Hậu, giảng dạy bộ môn múa. Cô Nông Thu Hiền, giảng dạy bộ môn múa. Cô Phạm Thị Thu Trang, giảng dạy bộ môn piano và organ. Cô Nguyễn Thị Bích Thủy, giảng dạy bộ môn piano và organ. Và thầy Phạm Đắc Dương, cộng tác viên của câu lạc bộ nghi lễ. Xin mời các thầy cô bước lên trước hai bước ạ. Dạ. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời anh Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, thầy giáo Nguyễn Thế Hưng, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố, Phó Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, và các em đội viên sẽ lên sân khấu trao tặng những bông hoa tươi thắm để tri ân tất cả các thầy cô giáo. Trân trọng kính mời.
Một lần nữa xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng và gửi lời tri ân cùng với Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Cảm ơn tất cả các thầy cô đã hết lòng cho sự nghiệp chồng người. Xin được cảm ơn quý vị đại biểu và cảm ơn các em đội viên. Xin mời ban giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố sẽ nán lại ở trên sân khấu ạ. Một lần nữa xin được cảm ơn các thầy cô, xin cảm ơn các em đội viên. Xin mời thầy Nguyễn Thế Hưng và thầy Nguyễn Hữu Tản sẽ nán lại ở trên sân khấu. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, đây là chương trình bí mật mà thầy Nguyễn Thế Hưng và thầy Nguyễn Hữu Toàn không hề biết. Đó chính là trong chương trình ngày hôm nay mà không tri ân hai thầy giáo đáng kính ở trên sân khấu thì quả là một thiếu sót. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Thế Hưng, giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố, và thầy giáo Nguyễn Hữu Toàn, phó chủ tịch hội đồng đội thành phố, phó giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Vừa rồi thì hai thầy đã góp mặt trên sân khấu với vai trò là đại biểu tặng hoa cho các thầy cô. Còn bây giờ thì xin mời hai MC nhí của chương trình sẽ đại diện cho các bạn đội viên Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố gửi lời cảm ơn đến các thầy giáo, các vị lãnh đạo đáng kính của chúng ta. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thầy giáo Nguyễn Thế Hưng và thầy Nguyễn Hữu Toàn. Xin cảm ơn hai em. Tiếp theo chương trình, em xin kính mời thầy cô và các bạn cùng thưởng thức tiết mục nhảy hiện đại Bay lên nhé ước mơ học trò qua phần trình diễn của các bạn đội viên đến từ lớp nhảy hiện đại của cô Thanh Nguyễn. Xin mời các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý vị và các em, Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố là nơi tổ chức hiệu quả các câu lạc bộ sở thích phù hợp với nhu cầu của các em thiếu nhi. Bên cạnh những câu lạc bộ đang duy trì sinh hoạt rất hiệu quả như câu lạc bộ nghi lễ, câu lạc bộ tiếng Nhật, câu lạc bộ sân khấu Thúc Phượng Hồng, thì trong chương trình ngày hôm nay sẽ chính thức ra mắt một câu lạc bộ. Đây là nơi để kết nối và lan tỏa niềm đam mê âm nhạc của các em thiếu nhi. Xin trân trọng giới thiệu câu lạc bộ Sơn Ca với phần biểu diễn Mash Up ở trường Cô Dạy Em Thế và Bụi Phấn với phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Xuân Trí. Xin mời các em đến từ câu lạc bộ Sơn Ca. Thank you.
giờ cứ thay đồ nhanh nhá. Kính thưa quý vị và các em, và để tiếp nối chương trình thì ngay sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời sự có mặt của thầy giáo nhạc sĩ Nguyễn Xuân Chí, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cán bộ Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố sẽ lên giao lưu cùng với chương trình. Xin mời thầy Xuân Chí. Sau phần giao lưu sẽ là tiết mục piano ạ. Xin mời các thầy, một lát nữa chúng ta sẽ giao lưu với thầy giáo Xuân Chí trước ạ. Xin mời thầy Xuân Chí. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của thầy giáo Xuân Chí. Xin chào thầy giáo Xuân Chí. Trong tất cả những chương trình biểu diễn của Cung Văn hóa Thiếu nhi và chương trình nghệ thuật ngoài trời thì thầy Xuân Chí luôn xuất hiện với vai trò là chỉ đạo âm nhạc, hòa âm phối khí. Và ngày hôm nay thì thầy Xuân Chí xuất hiện với một vai trò thêm nữa, đó là phụ trách trực tiếp câu lạc bộ Sơn Ca. Vậy cảm xúc của thầy lúc này như thế nào? Thầy đứng hơi xa MC, không biết là cảm xúc của thầy lúc này như thế nào ạ? Lần đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời chào quý vị đại biểu, ban giám đốc, chào tất cả quý phụ huynh các con cùng cô giáo MC Thu Hồng xinh đẹp. Bình thường chỉ đạo âm nhạc ở dưới thầy Chí nói to lắm mà hôm nay thầy Chí nói với âm lượng rất là vừa phải. Bây giờ thì thầy có thể chia sẻ cảm xúc của thầy được không ạ? Để phần tự tin thì Thắng ơi, anh xin em cho anh to lên tí cho anh tự tin. Thực ra là hôm nay đứng ở đây tôi rất là xúc động, rất là hồi hộp. Nhưng thực sự đây là một cảm xúc của sự hạnh phúc. Bình thường thì tôi rất hạnh phúc và tự tin vì các con là mình tập luyện với các con ấy thì thấy các con rất là trưởng thành, thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi. Nhưng hôm nay tôi cảm giác là tôi rất là hãnh diện khi đứng ở đây với vị trí này. Bình thường thì đúng Thu Hồng nói thì là cái công việc của tôi là núp ở sau cánh gà, chăm sóc các con. Hôm nay là cũng là những ngày dịp chuẩn bị 20 tháng 1 nên là cũng được ban lãnh đạo, giám đốc cùng mọi người chi ơn các thầy cô và tôi cũng là một nhân tố trong đó được đứng ở đây. Thực ra là tôi cũng chỉ là một hành trang, là một bậc thang trên con đường để mang đến giá trị tốt đẹp cho các con. Để điều này được thành công suôn sẻ như thế này thì hạnh phúc thì cho phép cá nhân là cảm ơn ban giám đốc, các đồng chí lãnh đạo khoa, các thầy cô cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Cung Thiếu Nhi đã tạo cho các con một sân chơi đủ ba yếu tố không gian, thời gian đầy sức sống. Và đây sẽ làm những cái nhân lành cho các con mang tới những cái giá trị tốt đẹp nhất cho tương lai. Và đặc biệt là phải cảm ơn sâu sắc nhất tất cả các quý phụ huynh đã cho các con đến với sân chơi của chỗ này. Cảm ơn thầy ạ. Thầy Chí thân mến, với tiết mục mở đầu vừa rồi thì ở trên sân khấu có rất nhiều độ tuổi các con sinh hoạt tại câu lạc bộ Sơn Ca. Vậy thầy có thể nói rõ hơn là đối tượng các em được tham gia câu lạc bộ Sơn Ca là gì không ạ? Sân chơi này mục đích là để phục vụ cho các con. Thứ nhất là phải rất là tinh nhuệ, mở ngoặc là rất năng khiếu. Ngoài ra, đây là sân chơi các con. Như chúng ta đã biết ở trong đây có độ tuổi trong câu lạc bộ sẽ là từ lớp 4 cho đến các anh chị trưởng thành. Tại sao có những anh chị lớn học cấp 3, thậm chí là vào những môi trường chuyên nghiệp? Bởi vì các anh chị cũng là xuất phát, nòng cốt là những mầm non từ nhỏ cho đến lớn. Và sân chơi này mở rộng ra để tạo ra một cái nền tảng là đầy đủ về gọi là trong âm nhạc ấy, thì gọi là đầy đủ về các bậc bè quãng, màu sắc. Như chúng ta sẽ nhìn thấy là tầng tầng lớp lớp để làm sao mà tất cả những các em học sinh, các em thiếu nhi đến đây, chúng ta sẽ nhìn thấy ở một cái đội hình này có đầy đủ nhân tố là lớn, bé, đặc biệt ấy, là những anh chị trưởng thành. Do vậy mà độ tuổi ở trong đây là chúng ta là không giới hạn, từ 4 tuổi trở lên và những thành viên đó đều xuất phát từ Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố. Thầy có thể giới thiệu một cách ngắn gọn và khái quát cái nội dung sinh hoạt tại câu lạc bộ Sơn Ca là gì được không? Thực ra cái giới thiệu này là cô Hồng cho phép nói thì thầy Chí cũng chỉ nói một chút thôi, bởi vì là các câu lạc bộ này ấy, không phải là của Dinh Chí đâu, mà đây là đích thân giám đốc thầy Hưng là người đặt hàng câu lạc bộ này, cho nên là các con cho tặng thầy Hưng một tràng pháo tay thật lớn nào. Thì câu lạc bộ Sơn Ca này ấy, thì là sinh hoạt như chúng ta đã thấy này. Thầy bật mí một chút là trong câu lạc bộ này là mục đích là các con là tự sinh hoạt với nhau. Những người nào trưởng thành lớn thì dạy lại các em những kỹ thuật,
những gì mà mình được học để trải nghiệm, để làm sao mà các em đến đây chúng ta học được những cái điều tốt đẹp, phát huy được cái khả năng của mình. Và đặc biệt hơn là câu lạc bộ sơn ca này sẽ có những giáo trình riêng này, có tất cả những tác phẩm hòa âm phối khí riêng phù hợp với lứa tuổi các con, phù hợp với nội dung, để làm sao mà các con đến đây chúng ta không học được riêng về kỹ thuật hát đâu, mà kỹ thuật thể hiện hát nhóm, hát hợp xướng, rồi kỹ năng xử lý tác phẩm như thế nào, và đặc biệt là những kiến thức về âm nhạc để bổ trợ cho các con trong cái quá trình học hiện tại và mở rộng hơn là đi lên những sân chơi chuyên nghiệp hơn. Vừa rồi thì nghe thầy chia sẻ về câu lạc bộ sơn ca, thì thầy có thể giới thiệu thêm trong chương trình ngày hôm nay câu lạc bộ sơn ca sẽ mang đến cho chương trình những tiết mục gì nữa không ạ? Ngoài vừa rồi tiết mục đầu tiên là mắt sắp ở trường cô dạy em thế và bụi phấn, là những thành viên mà vừa rồi các con đã tụ hội về đây. Ngoài ra thì có hai tiết mục nữa. Một tiết mục chuẩn bị sau đây sẽ là a cappella đi học. Đây là một tiết mục được lựa chọn những em rất là tinh nhuệ, vừa rồi đã tham gia liên hoan các cung thiếu nhi toàn quốc và đã được giải xuất sắc và được công diễn. Và tiếp đó là có một tiết mục nữa thì chúng ta sẽ bật mí để lát nữa cô Hồng sẽ giới thiệu. Và tiếp theo là tiết mục tam ca những cô gái vùng cao do thầy Xuân Trí hòa âm phối khí và đệm đàn. Xin mời câu lạc bộ sơn ca. Chưa mời cô đứng lại, cô Hồng xúc động quá. Đấy là phần sau. Đây bây giờ là phần a cappella. Thì là tất cả chúng ta sau đây sẽ đến với tiết mục a cappella đi học. Xin mời thầy trò ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có xe ô che nắng dẫm mát đường em đi. Còn chưa ấm chưa no, trong giấc
Kính thưa thầy cô và các bạn, thật tuyệt vời khi bên cạnh lời ca, tiếng hát gửi tặng thầy cô còn có những giai điệu sâu lắng, vui tươi được thể hiện bằng âm nhạc thông qua cây đàn piano. Và ngay bây giờ, xin mời thầy cô và các bạn cùng đến với tiết mục đục tấu Fantasy và tiết mục hòa tấu piano bốn tay American Song. Dàn dựng cô giáo Hoàng Huệ, biểu diễn bạn Nguyễn Minh Nhân và các bạn đội viên lớp piano cô Hoàng Huệ biểu diễn. Thank you.
ra trước. Tiếp nối chương trình, chúng em xin kính mời thầy cô và các bạn cùng thưởng thức tiết mục Mashup Lá Thư Gửi Thầy và Bay Lên Nhé Ước Mơ Học Trò. Dàn dựng cô Ngọc Anh, biểu diễn top ca lớp thanh nhạc cô Ngọc Anh. Và tiết mục nhảy hiện đại do các bạn đội viên lớp cô Ngọc Châu biểu diễn. Xin mời các bạn. Vẫn nhớ mãi những tháng năm ngồi bên sân trường, do điều hưu là vợ rời sao thiết tha. Khẽ nhắm mắt viết lá tân của thầy lên tim để ghi nhớ công ơn lớn lao. Sẽ nhớ hoài hình bóng của người thầy thân thương cùng bao bụi phấn vẫn còn mãi đây. Dù thời gian sẽ trôi nhưng không bao giờ tan đi. Trường xưa bóng hình thầy không phai, tiếng của thầy âm áp truyền vào trong ngõ với bao tha vọng như gió ươm mầm sớm hôm nay vì một tương lai. Cuộc sống muôn màu vẫn có những hy vọng và ước mơ. Bao bụi phấn vẫn còn mãi đây, rồi thời gian sẽ trôi nhưng không bao giờ tan đi kỷ niệm dấu yêu nơi trường xưa. Vì dù trông gai, vì dù phong
cánh. Người thề luôn ở trong tim em không bitch, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that shit back, bitch, I'm stylish. Bitch, I'm stylish. Black talk, big t-shirt, Billy. Show these girls that I own them. Some call me Nicki and some call me Roman. Skeezer, please, I'm in a Ibiza. Giuseppe's a Nani, my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call up you. Come soon and them little mini skirts is out. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Hey? Bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Let's go. We'll be right back.
Kính thưa quý vị và các em thân mến, chương trình nghệ thuật đặc biệt biết ơn thầy cô để chào mừng 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đã chính thức khép lại với rất nhiều ý nghĩa và thành công. Chúng em xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui để truyền lửa cho nhiều thế hệ học trò. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn tới quý vị khán giả và các bạn đã dành thời gian để theo dõi và lan tỏa ý nghĩa của chương trình này. Một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả các quý vị đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh cũng như quý vị phụ huynh. Sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và tất cả các thầy cô sẽ lên sân khấu để cùng nhau hát vang bài hát, bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân để tri ân tất cả các thầy cô giáo. Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và các thầy cô giáo của Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố sẽ lên sân khấu. Xin mời các bạn trong đội nghệ thuật trong chương trình biểu diễn ngoài trời hôm nay lên sân khấu ạ. Xin mời âm nhạc. Xin mời các bạn ở lớp cô Châu, cô Thành, xin mời các bạn đội ca sẽ lên sân khấu. Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rao rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em, đôi mắt xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ như tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp miền, em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ, tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc ngôi quê hương Việt Nam. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu, của các thầy cô giáo, quý vị phụ huynh và các em học sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các em trong những chương trình tiếp theo của Ngôi Nhà Tuổi Thơ Yêu Dấu. Xin chào và hẹn gặp lại! Yeah, baby.